Xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại với kênh YouTube của Yobo và đến với series chế độ dinh dưỡng dành cho mẹ bầu và mẹ sau sinh. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trả lời một câu hỏi rằng là trong cái quá trình mang thai thì mình uống nước mía bao nhiêu là đủ. Có rất là nhiều những cái thông tin khác nhau. Có những thông tin cho rằng là uống nước mía đi, uống nước mía thì sẽ sạch ối, uống nước mía là sẽ rất là tốt. Có những thông tin khác thì nói rằng là uống nước mía sẽ không có thuận lợi cho sự phát triển của thai nhi đâu. Vậy thì cái nào là chính xác đây? Chúng ta cùng nhau trò chuyện một lúc và bạn sẽ hiểu ra ngay. Video clip này sẽ rất là ngắn. Bạn biết không, trong nước mía nó có rất là nhiều những cái ion như là canxi, magie này, đồng này, kali này, sắt này. Nó có rất là nhiều các loại vitamin nhóm A, nhóm B, nhóm C này. Và có thậm chí nó còn có khoảng hơn 30 những cái hợp chất hữu cơ khác. Cho nên nó rất là cần thiết cho cái sự phát triển của thai nhi. Và trong cái quá trình mà mẹ mang thai thì nó còn bổ sung thêm cả dinh dưỡng cho người mẹ nữa. Có thể khẳng định rằng là nước mía tốt và cần thiết trong cái quá trình mà mình mang thai. Ngoài ra, khi mà bạn cảm thấy mệt mỏi này thì bạn mà uống một ly nước mía thì bạn sẽ cảm thấy phấn chấn hơn. Trong nước mía do nó có cái hàm lượng đường lên đến 70% cho nên nó sẽ cung cấp được cái năng lượng cho mẹ. Và cái đường ở trong nước mía thì nó khác với cái đường tinh luyện. Đường tinh luyện là đã được loại bỏ khá là nhiều những cái dưỡng chất khác mà chỉ còn lại là đường. Còn vẫn là đường đó nhưng mà ở trong nước mía thì nó lại dễ dàng hấp thu hơn so với mẹ. Dễ dàng hấp thu hơn so với cả đường tinh luyện. Và giúp cho cơ thể mẹ có thể giải tỏa được cái mệt mỏi do thiếu cái năng lượng. Đồng thời trong nước mía cũng có thêm những cái hoạt chất hữu cơ, hoạt chất tự nhiên mà giúp cho mẹ có cảm giác thư giãn và giảm được cả cái tác động của ốm nghén. Tức là khi mà mình cảm thấy ốm nghén mà mình không ăn được gì thì bạn có thể chọn uống nước mía. Và mình hãy chia thành những cái ngụm nhỏ để mình uống thì mình sẽ thấy rằng là nó sẽ dễ dàng thuận lợi hơn rất là nhiều. Đồng thời nước mía nó còn giúp cho mẹ tăng sức đề kháng nữa. Vì thế cho nên rằng là những cái lời mà ông bà mình nói là ăn mía đi hoặc uống nước mía đi sẽ giúp cho là sạch ối, sẽ giúp cho mẹ khỏe hơn và sẽ tốt thì nó hoàn toàn là chính xác thôi. Cái mà chúng ta cần phải quan tâm ở đây á là trong cái bối cảnh ngày xưa chẳng có cái gì ăn cả thì ăn mía. Thế cho nên người ta có thể ăn nhiều một chút. Thế nhưng mà mình ở sống ở thời điểm hiện tại mình có rất là nhiều những cái loại thực phẩm khác nhau, rất là nhiều sự lựa chọn khác nhau. Cho nên nếu như mình ăn nhiều mía quá thì nó lại có tác dụng ngược. Tức là sao ạ? Bản thân trong mía nó có cái lượng đường khá là nhiều đến 70%. Cho nên khi mà ăn vào mẹ sẽ cảm giác là no. Và khi no như vậy á, thì mẹ lại không còn muốn ăn những thứ khác nữa. Trong khi là một mình mía thì không thể mang lại được cho mẹ đủ những cái dinh dưỡng mà mẹ cần trong cái quá trình mang thai của mình. Ngoài ra là chính bởi cái hàm lượng đường ở trong nước mía quá cao như vậy mà nó sẽ gây ra cho mẹ cái nguy cơ mà bị tiểu đường thai kỳ. Và không những thế thì cái lượng đường đó sẽ làm cho mẹ tăng cân. Và khi mà mẹ tăng cân như vậy á, thì lại ảnh hưởng đến thẩm mỹ, ảnh hưởng đến tâm lý của mẹ. Mẹ sẽ cảm thấy là mẹ sẽ xấu và mẹ sẽ không còn được xinh đẹp như xưa. Rồi mẹ sẽ lo lắng. Chính cái lúc này thì nó lại làm cho trong bên trong cơ thể mẹ tiết ra những cái loại hormone không tốt cho cả bản thân mẹ và thai nhi. Cho nên nếu như bạn nói rằng bạn có thể uống nước mía, có, nhưng mà mình nên luân phiên. Ví dụ mỗi tuần mình đi uống nước mía một lần, hoặc là mỗi hai tuần mình uống nước mía một lần. Anna nghĩ là hoàn toàn ok, tốt, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu mà bạn đã có một cái chế độ dinh dưỡng tổng hợp thì bạn chỉ nên xem nước mía là một phần bổ sung vào đó thôi, chứ không thể nào sử dụng nước mía như một cái sản phẩm chủ đạo được. Được không ạ? Và khi mà bạn uống nước mía thì mẹ hãy nhớ rằng là mình phải chọn cái cơ sở mà đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm này. Mình đứng đấy mình nhìn người ta ép mía ra luôn và mình phải xem cơ sở người ta có đầy đủ giấy phép chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm hay không. Ngoài ra là khi uống nước mía thì mẹ không nên uống quá lạnh hoặc là quá nhiều đá hoặc là lượng quá nhiều. Mẹ chia nhỏ ra mẹ uống và mẹ nhớ rằng là mình cũng không để một cái ly nước mía mà từ sáng cho đến trưa hoặc từ trưa cho đến chiều để uống. Mình uống trong vòng khoảng 20 phút mình không uống nữa là thôi, mình vứt đi, hoặc mình có thể chia sẵn ngay từ đầu và mình lấy một lượng nhỏ mình uống. Xin chúc mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh. Xin chào và hẹn gặp lại mẹ. Nếu mà mẹ cảm thấy video này là hữu ích, xin hãy like, hãy đăng ký kênh YouTube của Yobo và hãy share cái thông tin này vào các cái hội chị em mà có nhiều bà bầu và nhiều những cái mẹ mà đang quan tâm chuẩn bị sinh con nhé. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video lần sau.